năm 2016 gắn liền với những sự kiện bóng đá không thể quên của bóng đá Việt Nam. Những dấu ấn lịch sử được dựng xây bởi những chàng trai chưa đầy 20 tuổi, khát khao, hồn nhiên và tràn đầy huyết sống. Hành trình tìm kiếm những ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam năm 2016 xin được bắt đầu. Từng được coi là vùng trắng của bóng đá, thành phố với mục tiêu phát triển các môn chơi trong nhà như bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, bất ngờ được nhắc đến như là cái nôi của những ngôi sao trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong vòng 2 năm qua. Với Văn Toàn, Văn Sơn, Văn Thanh. Và trong năm 2016 này, thành phố với đặc sản bánh đậu xanh có thêm một hương vị ngọt ngào khác trong những câu chuyện về bóng đá của họ. Đội trưởng của U19 quốc gia Việt Nam, Nguyễn Trọng Đại. Cẩm Giang, Hải Dương không phải là cái nôi của bóng đá. Căn nhà sát đường quốc lộ cũng không phải là mảnh đất vàng để tập bóng đá từ nhỏ. Có một thứ duy nhất giúp cậu bé Trọng Đại chơi bóng, đó đơn giản là đam mê. Em thì là một học sinh đặc biệt, toàn học sinh xuất sắc về văn hóa. Về nhà thì sân không có, mà nhà ngay gần đường Lâm. Nên là cái việc để ý con cái đá bóng thì không có, nhưng em cũng có một cái ham mê rất là tuột bậc. Em thường hay vào làng và chơi với anh họ trong những. Từ nhỏ thì Đại cũng rất là thích bóng đá. Từ năm 4-5 tuổi thì thấy mọi người đá bóng, các anh chị lớn đá bóng ở ngoài sân chẳng hạn, thì là cũng chạy theo. Khi bắt đầu đi học tiểu học thì ngày nào hầu như là cũng đi học về muộn, bởi vì lý do là đi đá bóng với cả các bạn và các anh trai lớn các thứ ở ngoài trường. Nên là nhiều lúc là mình thấy em không về là phải ra trường tìm, thì là không cần tìm ở đâu, chỉ cần ra sân bóng là tìm được em trai thôi. Sân chơi gần như duy nhất của Đại lại chính là ngôi trường tiểu học của em, nơi mà đến giờ các thầy cô vẫn ấn tượng về một cậu bé khôi ngô, học giỏi và ham mê bóng đá. Hải Dương có thể không có đội bóng chuyên nghiệp, nhưng với những người làm bóng đá trẻ, mỗi khi nhắc đến Hải Dương, tất cả đều bày tỏ sự tôn trọng. Một số má đích thực ở lứa tuổi nhi đồng với hàng loạt những danh hiệu khác nhau. Đó cũng là cái nôi đầu tiên dạy Trọng Đại đá bóng như thế nào. Và hôm nay được gặp trực tiếp cháu, thấy cháu cao, lớn, trắng trẻo, đẹp trai, rất là hiền lành. Và mình lại càng cảm thấy là rất là tự hào. Tự hào vì là một cái nơi mà xuất phát điểm của cháu. Chúng tôi đã gặp Đại năm 2008. Và cái ấn tượng đầu tiên là tôi gặp Đại khi Đại thi đấu cho đội tuyển bóng đá tiểu học của huyện Cẩm Giàng, thì thấy ở em đã tiềm ẩn một cái tố chất sẽ phát triển thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Thế chúng tôi có cơ sở vật chất, có cái chế độ chính sách cho các vận động viên, đảm bảo cho họ yên tâm, đảm bảo cho họ là tập trung để tập luyện. Đấy là một cái tiền đề rất là quan trọng. Thế và chúng tôi có đội ngũ những người thầy, huấn luyện viên bóng đá rất là tâm huyết, rất là căn cơ, rất là bài bản. Thế nên là khi nhìn thấy các cháu trưởng thành như thế, trước hết là bản thân tôi cảm thấy rất mừng. Không đầu tư vào lứa U13, Hải Dương quyết định nhả người. Họ đã đưa Trọng Đại đến trung tâm bóng đá Viettel khi em mới chỉ 12 tuổi. Đó có thể được coi là một trang mới trong sự nghiệp của tài năng đặc biệt này. Và ở cái ấn tượng của chúng tôi, ở cá nhân của tôi với Trọng Đại là lúc đấy là Đại lên thì cũng rất là trầm tính và cũng rất là ít nói. Và đấy là một cái ấn tượng. Và cái thứ hai như có cái chiều cao so với cùng lứa là nhỉnh hơn nhiều so với cả các bạn. Kỹ thuật vốn đã là tác nhân chủ đạo để Trọng Đại trúng tuyển tại Viettel. Giờ em lại có thêm một vốn khác, đó là chiều cao.
năm 13 tuổi, Trọng Đại bất ngờ cao vọt lên so với chúng bạn, với kỷ lục tăng chiều cao lên đến 13cm. Bản thân em mà có được cái thể hình to cao như thế này thì tôi cũng tiết lộ với các anh một điều là chính tôi là người trực tiếp chăm sóc cho anh cho lại bằng cái, một cái thực phẩm bổ sung bằng thảo dược thực cực kỳ tốt. Thì tôi đã đi học qua cái lớp gọi là huấn luyện viên về chăm sóc sức khỏe nên tôi hiểu biết về vấn đề đó và tôi cho em sử dụng. Bao giờ chúng tôi chọn đầu vào thì có về khả năng chuyên môn, về kiểm tra về y sinh học, về các vấn đề về tim mạch rồi là tất cả thứ, và đặc biệt nhất là có cái test về cái dự đoán về chiều cao. Thế nhưng mà nếu mà để mà dự đoán chiều cao của Trọng Đại thì cũng không phải là cao lắm. Thế nhưng mà rõ ràng là qua một cái quá trình thời gian Trọng Đại lên đây tập luyện và sinh hoạt tại trung tâm thì cái chiều cao của Trọng Đại vọt hẳn. Tuy nhiên, thân hình cao lớn không phải là nguyên nhân chính khiến Trọng Đại trở thành đội trưởng của U17 Viettel từ khi mới chỉ 16 tuổi. Khi Trọng Đại tham dự đội giải U17, nhưng mà lúc đấy là Trọng Đại cũng được huấn luyện viên Ngô Tiến Dũng, tức là lúc đấy là đang là huấn chuyển đội U17, cũng đã giao trọng trách cho Trọng Đại đeo cái băng đội trưởng này. Khi thi đấu vòng chung kết U17 thì là có cả những anh 96, thì tức là lúc đấy đang là 17, nhưng mà vì tôi tin tưởng và tôi đã lấy ý kiến của đội thì gần như là đội nhất trí 100%. Khá là bỡ ngỡ khi mà ở lứa tuổi 16 mà thầy đại sao cho mình một chiếc băng đội trưởng khi mà trong đội còn nhiều anh lớn hơn mình, thì cảm giác lúc đó của em cũng lo lắng và cũng suy nghĩ nhiều là mình lúc đó là một đội trưởng thì mình cần phải thi đấu và cần phải làm gì ở trên sân và cả ngoài đời sống. Từ trong sinh hoạt lẫn trong thi đấu khi tôi truyền tải thì em gần như là em hoàn thành hết. Nói chung là trong sân thì thi thoảng có những tình huống thì bạn ấy có nhắc nhở chứ động viên thôi chứ không khoác mà. Đại cũng tức là cũng có bản lĩnh, cũng chỉ huy được anh em trong đội. Đối với em thì bạn ấy là một đội trưởng gương mẫu bản lĩnh. Có một người thầy luôn theo sát và chỉ bảo cho em là thầy Đỗ Mạnh Dũng. Thầy cũng đã từng là cựu cầu thủ của thầy Công và là đội trưởng ở đội tuyển Việt Nam, thì thầy cũng theo sát và chỉ dạy cho em biết là một người đội trưởng thì mình nên làm gì và ngoài đời sống lẫn trong thi đấu thì phải thể hiện vai trò của mình như thế nào. Một người đội trưởng đáng tin cậy, một lối suy nghĩ được coi là già trước tuổi khi khoác trên mình màu áo quốc gia, nhưng sau đó vẫn là một chàng trai tuổi 20, sôi nổi và giàu tình cảm. Theo em thì Đại là một người rất là vô tư, vui vẻ, cũng hòa đồng với cả mọi người, tính cách rất là thoải mái. Từ trước đến giờ thì Đại ở với chị và chị hầu như những sở thích của chị sẽ ảnh hưởng rất lớn đến em. Từ bé thì chị thích xem hoạt hình thì em cũng xem hoạt hình. Phim Hàn Quốc thì con gái ai cũng thích và mình cứ xem thì Đại cũng phải xem đấy thôi. Chơi ở vị trí trung vệ trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng nếu chỉ dõi theo anh ở giải U19 châu Á, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ Đại là một trung vệ đích thực. Sự thật thì hoàn toàn khác. Có chuyện câu chuyện về Đại đi đội tuyển thì lại đá cái vị trí thực ra lại không đúng với cả cái vị trí ở của trung tâm. Thế nhưng mà ở Trọng Đại là có ngay từ đầu tiên là có cái sự điềm tĩnh và cái thứ hai là có cái tư duy chiến thuật. Có những cái đường truyền mà mình cảm giác là nói đơn giản là ví dụ như một đường truyền vẫn là một đường truyền tấn công. Thế nhưng mà đường truyền để tấn công như thế nào? Ví dụ như đường truyền một phát đấy là tiền đạo hoặc tiền vệ có thể nhận bóng là dứt điểm cầu môn rất dễ dàng hơn là còn những cái đường truyền khác. Tôi nghĩ là ngay từ đầu bạn đã có cái tư duy của tiền vệ tấn công. Mình ở Viettel đang làm cho Đại là việc khó. Là việc khó hơn thế là tiền vệ. Thì phải bo quá cả tấn công của phòng ngự. Chứ là Tuấn lại đưa Đại về đấy thì giải quyết vấn đề là chiều cao để đỡ áp lực về đánh đầu rồi các thứ mọi cái về cái quan điểm của huấn luyện viên thì đưa về đấy có thể lại phát huy được. Vì gì làm việc dễ hơn. Mình biết là Đại cũng con người cũng không kiềm chế. Đấy, cũng ở trong cái khi bắt đầu bực hoặc là có thể ẩu. Đấy. Có thể dẫn đến thẻ.
không không cần thiết, hoặc là làm những cái mà cái trận đấu nó mình bị kém đi. Cái đấy không phải, cái Tuấn cũng thể là đưa vị trí nó điềm tĩnh hơn. Cách của cái là cuối cùng bây giờ đến bây giờ thì Đại càng ngày nó càng điềm tĩnh đi. Bắt đầu được quan tâm, bắt đầu được người hâm mộ để ý tới, đó là một động lực nhưng cũng là một thách thức to lớn với Trọng Đại. Vì tuổi 20, để cầu thủ được định danh là một ngôi sao thì có vẻ như là hơi sớm. Hot boy của mạng xã hội, ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất sau chiến tích kỳ diệu của U19 Việt Nam, tạo ra sự bất ổn trong cuộc sống của chàng trai trẻ này. Em cũng từng bị vướng vào nhiều những bài báo rồi những thông tin mà không chính xác, nhưng mà người ta cũng lấy thông tin từ đâu nhưng mà người ta tức là phản ánh sai về cá nhân mình. Nói chuyện cũng nhờ định hướng cho Đại đi vào những cái con đường đúng đắn, không vì mọi người ca ngợi quá hay gì đấy thì mà mình mất đi cái khiêm nhường của mình. Dù mọi người có nói như thế nào nhưng quan trọng là bản thân mình vẫn là bản thân mình thôi. Thì đương nhiên là nó sẽ xảy ra cái vấn đề là khi anh đã được nhiều người biết đến, giới truyền thông biết đến và đẩy lên rồi thì chắc chắn là sẽ có hiện tượng là ngôi sao. Đại cũng là cầu thủ cá tính. Đôi lúc thì mình gọi là hơi gọi là không kiểm soát được mình. Thì hay xảy ra tình huống là hơi nóng nảy. Tức là khi đối phương mà có khiêu khích và khi không ấy là bất cần. Nhưng sau tất cả, đội trưởng U19 vẫn đang nỗ lực rèn luyện với những phẩm chất của chính mình và kỷ luật của đội bóng nơi em đang thi đấu. Thì tư duy trung tâm là muốn đào tạo một cháu vận động viên tốt trước hết, và đào tạo các cháu trở thành người tốt và phải có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Cái lứa Trọng Đại thì năm ngoái chúng tôi có cho các vận động viên đi học một khóa tân binh một tháng ở bên lữ một môn. Thì thực sự qua một cái tháng đấy thì nói thẳng là các vận động viên trưởng thành lên rất là nhiều, từ cái ý thức trong quân đội, các giống như các bạn ở ngoài trẻ ngoại thế thôi. Đi nghĩa vụ tân binh như nào thì tất cả các vận động viên của đội hạng nhất năm ngoái là đi như vậy. Và qua một cái tháng đấy thì các bạn được rèn luyện và rèn rũa. Và tôi khẳng định là các bạn trưởng thành rất nhiều. Áo lính, băng đội trưởng, nụ cười rạng rỡ, chiều cao 1m84. Tất cả tạo ra hình hài của người đội trưởng đáng tin cậy của U20 Việt Nam tại kỳ World Cup bóng đá trẻ đáng chờ đợi nhất trong lịch sử.